Hoa sứ Lya rất vui được gặp lại cô chú và anh chị trong buổi tối hôm nay ạ. Hôm nay thì vườn em tiếp tục giới thiệu mình tham khảo một số cây sứ ha. Trong video này thì có cây hàng loại lớn, có hàng thông thường nhỏ, có luôn cây ghép nhiều màu có luôn ha. Đầu tiên em thanh lý cho mình một cây gốc rất là già luôn. Cây này em thanh lý giùm ông chú gần nhà đây ạ. Cũ già. Ông chú này ông chơi sứ chắc cũng cỡ tầm 25 năm rồi. Mấy cái củ này thì có cây rất là già luôn. Rồi, cây này là hoành củ là 71. Hoành củ 71 ha. Củ già lắm luôn nha cả nhà mình. Tàn bung rộng là 1 mét. Cây này thì nếu ý em thì về mình xả tàn nó đi, nó lên lại cái tàn. Rồi, mã số 1 ghép cẩm trước. Hoa ba lớp trắng viền tím, 5 bo 650.000. Số 2. Số 2 là quyết thắng 3 lớp màu đỏ. Quyết thắng mình đang chấm nụ nha. Đây mình thấy cái củ của nó là cái màu củ này thì khách nào đã từng chơi sứ rồi thì mình thấy củ này già. Mấy cái hàng củ già thì mình chơi mùa mưa nó sẽ an toàn hơn ha. Nó lớn chậm nhưng mà củ mình nó sẽ chắc nó an toàn hơn, còn cái hàng non nó lớn vội. Nó ra đi cũng vội vã luôn. Rồi mã số 2 ghép 10 bo 400.000, 3 lớp màu đỏ tên quyết thắng. Số 3. Số 3 một cây tàn bung rộng em ghép nhiều giống cho mình, khách nào nhà vườn hẹp mình sưu tầm một cây ghép nhiều giống. Nhiều màu sắc nè. Hay mình xem là cái tàn nó từ trên xuống đi ha. Rồi, mã số 3 được ghép 26 bo gồm những giống sau đây. Hoành củ của nó là 85. Ghép thần tài 5 cánh màu đỏ. Phú thành 3 lớp màu đỏ tươi. Reti Ladi hoa 3 lớp màu vàng hoa thơm. Ruby 5 cánh màu đỏ. Sĩ thư 1 3 lớp trắng viền hồng hoa thơm. Cà phê 5 cánh màu tím. Rồi một cây mình ghép được là 6 giống nha. Ghép 26 bo. Cây cao tính từ đáy chậu lên là 110. Tàn bung rộng ra là 1 mét, giá 1.350.000. Cây có một số hoa thì đang chấm nụ, còn một số thì chưa ra nụ ha. Tại hổm là nó ra nụ một đợt rồi. Mà em thấy cái tược còn quá ngắn nên em lắc bỏ. Rồi nay tược nó dài lên rồi em mới làm clip cho mình xem. Có một số cái thì ra nụ, có một cái chưa. Em để tược dài dài, em đưa ra bán đang đi hàng cho an toàn cho khách. Số 4. Số 4 thì mình sưu tầm cây này về thì cây đang có trái nè. Ghép giống An Chi 3 lớp màu trắng. An Chi giống này xây hoa rất là to. Cây này thì nó đang, cái củ nó đang lên vàng nè ha. Đây, nó lên vàng bên đây một ít. Nó xoay qua đây cũng đang lên một ít luôn. An Chi ghép 14 bo 160.000. Củ vàng đang mang một trái tàn xum xuê. Số 5, Kim Phá, 3 lớp màu vàng, lớp bìa lem đỏ, cây đang nụ như hình. Kim Phá ghép 10 bo, 420.000, hoành củ 67. Số 6, Hạnh Phúc, một cái tên rất là hay luôn. Hạnh Phúc, 3 lớp màu trắng, sọc hồng, họng màu vàng, một màu hoa rất là nổi bật. Hoành củ là 66, mức ghép 12 bo, giá 400.000. Số 7, số 7 là ghép 2 giống. Ghép 5 bo mà 1 bo Phú Thành 3 lớp đỏ tươi. Còn 4 bo kia là Phương Lam 23. Một dòng hoa chuyển màu. Mới nở thì 3 lớp màu vàng tươi. Nở vài ngày thì màu vàng phớt hồng. Đến giai đoạn cuối sẽ là chuyển qua màu đỏ. Hoặc có khi là hồng đậm ha. Mã số 7 5 bo Phú Thành Phương Lam 23 130.000. Hoành củ 55 đổ lên. Số 8. Số 8 em thanh lý cho mình tiếp nè, một cây củ già nữa nè. Cái này của vườn ông chú gửi em thanh lý đây. Cái cây này thì nó có cái sẹo, cái dấu cắt cái nhánh nè. Đã cái dấu cắt là em mới đưa cho thanh lý cho mình nè ha. Để coi coi máy như thế này nè. Này, có dấu như vậy. Củ đẹp hoàn toàn, củ không lỗi gì hết nha.
Rồi một cây này thì ghép ba. Để coi mấy giống, trời ơi, ngã cái chậu cái bên. Mã số 8, ghép 5 bo giá 450 ngàn. Hoành củ 67, củ già. Ghép 3 giống nè, hồng ngọc 3 lớp màu hồng, xây hoa to. Kim lân 3 lớp trắng và đỏ hoa thơm. Mỹ diệu 4 lớp màu vàng. Cây 5 bo 3 giống, củ già 450 ngàn. Số 9. Số 9 một cây này cái đế nhìn bắt mắt lắm nha. Hoành gốc là 75, ghép 9 bo giá 620 ngàn. Ghép tân quý, hoa 5 cánh, đỏ, hồng, trắng. Đây, cái giống này cái lúc mà giai độ của nó, nó rộ lên đỉnh điểm ha. Phải nói là mình vạch hoa mà tìm lá luôn á cả nhà. Rất là rộ luôn. Tên là tân quý. Đây mình xem lại cái cũ nó một lần nữa giùm em. 620 ngàn. Số 10. Số 10 một cây này ghép 3 giống nè. Cây 3 giống mà ghép 11 bo giá 420 ngàn. Gồm những giống sau đây. Một bo là mỹ diệu 4 lớp màu vàng, hoa thơm. Còn bo phía bên đây là sĩ thương 1, 3 lớp trắng viền hồng, hoa thơm. Còn 9 bo còn lại là trinh nữ 5 cánh, màu trắng, hồng vàng. Rồi cây tổng 3 giống 11 bo 420 ngàn. Số 11. 11 là mảnh lông 1. Một màu hoa rất là nổi, cánh nhọn. Với lại vân huế 7, 2 lớp màu hồng. Cây ghép 9 bo 400 ngàn, hoành củ 70. Củ dạng nhìn vô củ lực lắm luôn. Số 12. 12 là tấn hỷ, hoa 3 lớp. Một giống này xây hoa to, tuy giống xưa nhưng mà được cái á, cái nết của em nó rất là tốt. Lâu tàn, hoa của nó màu đỏ, đốm trắng. Tấn hỷ, củ tròn, hoành củ 66, ghép 7 bo, 350 ngàn. Số 13. 13 cái cây này á, cái rễ nó vàng nè nha. Mình thấy củ nó nè, cái rễ nó đi một rễ cắm xuống rễ vàng. Hoành củ 66, củ dạng củ hình quái. Đây mình xem cái mặt bên này. Củ quái nha. Ghép 10 bo giá là 420 ngàn. Ghép vân ngọc 5 lớp màu đỏ viền. Một giống hoa cực kỳ rộ luôn. 420 ngàn. Cây của mình có một rễ vàng. Số 14. 14 một cây củ tròn mà cái củ này nó nhìn giống như cái quả bí ngô, loại bí to cả nhà. Mình thấy nó tròn mà nó phân ra từng tép đây. Trên là tàn cây của mình. Ghép kiều diễm 3 lớp màu hồng đậm viền trắng, rất là nổi bật luôn. Cây 4 bo 280 ngàn. Hoành củ 67, tiết 15. 15 là minh hy 12. Hoa 3 lớp nền viền vàng cam viền hồng. Cái cánh nó dúng á, nhìn rất là bắt mắt. Củ thì nhìn dạng củ hơi quái quái nè. Hoành củ 63, ghép 4 bo. À cái cây này hôm bữa em mới vừa bị bơm hàng nè. Rồi cái cây 15 này 4 bo 250 ngàn. Mà hàng bơm về nè, em chăm lại nay cây xanh lại ra nụ nè. Khách nào mua em bán cho mình 200 ngàn luôn bao xếp. Hoành củ 63 nè nha cả nhà mình. Xả xui luôn. Bán là cây này bị bơm hàng. Rồi 200 ngàn bao ship nguyên chậu cho mình. Hoành củ là 63, củ dạng quái. Ghép giống là minh thi 12. 200 ngàn. Số 16. 16 một củ già. Củ này nhìn khá là ưa nhìn luôn. Rất đẹp nè. Ghép xuân ý 3 lớp nền vàng cam. Có cái sọc giữa cánh hoa, hoa thơm. Xuân ý. Cây 6 bo 300 ngàn. Hoành củ là 65. Số 17. Một giống hoa thơm. Cây đang nụ như hình, hoa rất là rộ. Tên là Zanda. 5 cánh đỏ và vàng cam nha. Hoa thơm đậm mùi.
Củ già, hoành củ là 75, ghép 10 bo, 700 ngàn. Số 18, 18 một củ dạng da củ cơ bắp, hoành củ 68, được ghép 14 bo, giá là 400 ngàn. Kim Anh 3 lớp, vàng cam có sọc. Số 19, 19 là ánh mai 6, 4 lớp màu vàng có sọc. Nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng ha. Giống này chuyển màu rất là mạnh luôn. Ghép 4 bo 120 ngàn. Ánh mai 6. 20, 20 là Phú Thành tàn đẹp. Phú Thành 3 lớp đỏ tươi. 5 bo 150 ngàn. Củ tròn. 21. Cây 2 giống. Ăn chi 3 lớp màu trắng, quỳnh chi 3 lớp trắng viền hồng, cây ghép 6 bo 130 ngàn. Ăn chi, quỳnh chi. 22, mỹ diệu 4 lớp màu vàng, hoa thơm. Hoành cũ là 75. Đây mình, khách nào thích cái dạng cũ mà nhìn nó cơ bắp á, thì chọn mấy cái cây loại này ha. Mã 22, 14 bo 700 ngàn, mỹ diệu màu vàng. Tiếp 23, 23 cái tàn này rất là đẹp, hoa màu hồng. Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng, cái tàn tròn, cây đang nụ như hình nè. Rễ thì cái dạng rễ nôm này nha cả nhà. Mình thấy cái rễ nó nè, dạng rễ nôm. Nó lai lai như dạng rễ nôm. Mã 23, Vân Huế 7, ghép 7 bo, 150 ngàn. 2. Rồi 23 tới 24. 24 á. 24 một cây này cái đế rất là đẹp. Mình thấy cái củ nè. Một cây sứ mà mình nhìn vô nó đẹp thì nó đẹp hoàn hảo, là từ củ cho đến cái giống hoa luôn, tàn cây đẹp là mình rất đáng để mình sưu tầm về để trong vườn nhà mình nha cả nhà. Đây mình xem cái củ này, hoành củ là 72 ha. Ghép giống thần tài, 5 cánh màu đỏ, thần tài đang chấm nụ nè. Ghép 8 bo 600 ngàn, thần tài 5 cánh màu đỏ. Rồi hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây này ha. Cả nhà mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy 0981813055. Mình mua một lượt 10 cây, em tặng cho mình một cây làm quà ha. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.